An Trĩ Vương xua tan nỗi lo bệnh trị táo bón. Nay đã có thêm An Trĩ Vương Gel, hiệu quả đã được chứng minh. Chào các bạn đã quay trở lại với tin tức 360 của kênh Gia Đình Việt. Sau 8 năm âm thầm bên nhau, cặp đôi Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm bị cho là đã đường ai nấy đi sau liên hoàn drama ma trà xanh. Hơn 3 tháng từ ngày rộ tin đồn chia tay, Sơn Tùng từ hạn chế đăng ảnh cũng đã chịu xuất hiện trước công chúng và còn dục dịch quay trở lại đường đua V-pop với sản phẩm Muộn Rồi Mà Sao Còn. Về phía Thiều Bảo Trâm cũng đã dần lấy lại sức khỏe, vóc dáng và còn liên tục cập nhật khoảnh khắc, khoe vi rùa thăng hạng rõ rệt. Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Thiều Bảo Trâm đã đăng tải dòng trạng thái ngắn về cuộc sống hiện tại của mình. Nữ ca sĩ chia sẻ, dạo này hay dậy 7 giờ làm được đủ việc mà quay ra mới 10 giờ, rồi còn khỏe nữa. Đáng nói, kèm theo dòng chia sẻ trên là tấm hình check-in tại một căn phòng. Mặc dù chỉ là một góc nhỏ nhưng lại có cảm giác hơi quen quen, khiến đông đảo netizen dậy sóng rầm rộ. Các thánh soi đã chỉ ra tấm rèm cửa và góc cửa sổ nơi Thiều Bảo Trâm check-in có thiết kế vào màu rèm cửa cũng rất giống với nhà của Sơn Tùng. Thậm chí, căn nhà này cũng là nơi Hải Tú đã từng check-in trước đó, làm rộ lên tin đồn cặp đôi Trâm Tùng toang vì Hải Tú. Nên giờ đây dựa vào chi tiết này, nhiều khán giả không khỏi tò mò và nghi ngờ phải chăng Thiều Bảo Trâm và Sơn Tùng đã nối lại tình xưa. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến khẳng định nếu nhìn kỹ sẽ thấy thiết kế tường, màu rèm ở nhà Bảo Trâm và Sơn Tùng có hơi khang khác, và trên thực tế các chung cư đều có thiết kế rèm cửa khá giống nhau như thế này. Do đó, không đủ cơ sở để khẳng định điều gì khi người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng. Trước đó, người hâm mộ cũng bắt gặp Thiều Bảo Trâm diện đồ như nữ chủ tịch và tạo dáng bên giấy hộp màu trắng sang trọng với nụ cười tươi tắn, rạng rỡ và tràn đầy năng lượng. Đáng nói là dân tình cho rằng Thiều Bảo Trâm đang đứng cạnh chiếc giấy hộp màu trắng của Sơn Tùng. Bởi lẽ, cách đó không lâu, khi bị bắt gặp tại trường quay để chuẩn bị cho sản phẩm mới, Sơn Tùng đã đi chiếc xe có màu sắc tương tự. Tuy nhiên, các thánh soi lại thêm một lần bị nhầm mất rồi. Chiếc xe được Thiều Bảo Trâm tựa vào để chụp ảnh sống ảo. So với giấy hộp của Sơn Tùng từ kích cỡ cho đến thương hiệu thực chất đều không giống nhau, điểm trùng hợp duy nhất là hai chiếc cùng có màu trắng. Có thể thấy suốt khoảng thời gian vừa qua, Thiều Bảo Trâm hoàn toàn không nhắc đến Sơn Tùng, cũng như hiếm khi có những chia sẻ ẩn ý về chuyện tình cảm. Cô đang dành thời gian tận hưởng cuộc sống vui vẻ, đi diễn thường xuyên, thậm chí nữ ca sĩ còn chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới. Các thông tin yêu lại từ đầu của cặp đôi gần đây hầu hết đều bắt nguồn từ các thánh soi. Có lẽ người hâm mộ rất yêu mến Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm nên vẫn mong mỏi cả hai gương vỡ lại lành. Còn các bạn nghĩ sao nếu Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm hàn gắn tình cảm? Hãy bình luận cho Gia Đình Việt biết nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip, hãy đăng ký kênh và bấm nhận thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất.